Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Hiu Hiu Gió Bất, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Ở cái xóm nhỏ ven thành phố này, người ta nhắc tới anh hết, còn nhiều hơn là chủ tịch tỉnh đi họp. Đứa nào mà hỗn hào lười biếng, làm má nó biểu: "Nè, lại coi tăng hết kìa, ba mười mấy tuổi đầu rồi, ngày thì đi làm thuê, làm mướn, không có cái chuyện gì mà nó chê. Chiều về thì lụi hụi chui vô bếp nấu cơm, giặt giũ cho cha già, hiếu thảo, thấy mà thương. Hễ ai mà mê vợ bé, mê chơi đề, đá gà, thì họ lại lườm lườm: "Mê gì, như thằng hết nó mê cờ á." Nên hễ nghe râm ran chị Hảo để lòng thương anh, má chị kêu trời: "Trời đất ơi, bộ hết người rồi hay sao con? Cái thằng mê cờ tới mất vợ, mày không sợ hả?" "Không." Chị Hảo nghiêm nghị: "Cờ tướng là loại cờ tao nhã, chỉ dành cho quân tử, có gì mà sợ. Mê rượu, mê gái thì mới ghê chứ. Chỉ sợ người ta không có thương mình." Má chị định càm ràm nữa thì chị đã quay lưng ra quán mất rồi. Quán của chị Hảo cũng nhỏ thôi, buôn hàng tạp quá lặt vặt. Quán cất trước nhà, ngó ra mé lộ, có khi không cần ngồi giữ. Bà con trong xóm ai muốn mua gì thì gọi giọng vô. Chỉ có buổi chiều chị mới ra ngồi ở đó. Buổi chiều, lúc mặt trời vừa khuất sau vườn chuối, anh hết hay ghé lại để mua 1.000 mỡ nước, 500 bột ngọt, 500 tỏi, 500 tiêu. Chị cố bán thật rề rà để được nhìn anh lâu hơn nữa, coi bữa nay chắc anh đi giác lúa đằng nhà máy chà gạo, bị trên tóc còn dương trấu. Nhìn vậy thôi, chứ không nói gì hết trơn á. Con trâu không nói thì sao cái cọc nói được. Nhưng vẫn cứ đón chờ, có khi sớm, khi muộn hơn một chút. Nhưng chị biết, thể nào thì anh cũng về qua, về để nấu cơm cho tía anh. Tí anh hết năm nay 72 tuổi. Ở cái tuổi này, người ta thì hay đau yếu, nhưng mà ông vẫn còn sỏi lắm. Ông già khó tính, lại thêm cái tật lãng tai. Người ta mời ông ngồi, ông cười, xua tay: "Ăn rồi, ăn cơm với thằng hết rồi." Khoảng chừng 5 năm trước, ông còn vô bếp nấu cơm, mắt mũi tèm nhèm, để lửa táp vô vách lá, nhà cháy rụi. Anh hết cất lại nhà trên nền cũ đầy tro. Nhìn xa nhà lớn hơn miếu ông Tà một chút. Ông già ngồi tiếc cái tivi trắng đen, mỗi lần mở phải đập thùng thùng, nó mới lẹt xẹt lên hình. Ông già điếc đác vậy mà mê tivi. Cháy rồi thì thôi vậy, chiều chiều chống gậy thả qua nhà hàng xóm coi nhờ. Bữa nào anh hết cũng chỏng mông thổi lửa, rồi dọn cơm sẵn, ngồi dựa cửa trước, chờ tí anh về. Có bữa chờ tới mỏi mòn, để bụng đói ngồi ngủ gà gật. Người ở xóm biểu: "Cứ ăn trước đi, chứ chở gì."
Thanh cười. Mâm cơm có ấm cúng thì tía tôi mới vui miệng, mới ăn được nhiều. Nhưng có bữa anh mới vừa dở cửa chui vô nhà thì ông già đã ngồi nhai cơm cháy, bị nghẹn, mắt ẩn ợt nước. Anh thương tía quá, chừng vội vàng chạy đi vo gạo. Anh hết mồ côi má từ mới khi lọt lòng. Bà chết bởi vì sinh khó, cho nên ngoại anh đặt tên là Hết. Chắc tại lúc đó đau lòng quá kêu đại vậy, chứ không có nghĩa gì đâu. Anh Hết lớn lên, yêu hết thảy từng con người, từng tấc đất ở cái xóm dòng mới. Cái xóm nhỏ ngoại ô biết bao là thương nhớ, những bờ rào dâm bụt xanh, những hàng cây đủng đỉnh xanh, những người đàn ông truyền tay nhau dỗ dành đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ, những người đàn bà cho anh bú thép để con khóc ngoe ngoé ở trên giường. Tía anh không đi bước nữa, ngày ngày cột sợi dây dõng dài từ nhà trên xuống dưới bếp, vừa đưa vừa nấu nước cháo, rồi hát giọng lên. Chớ ầu ơ, cây khô đâu dễ mọc chồi. Chừng này tuổi rồi, mỗi khi mà anh đặt lưng xuống cái bộ giạc, lại nhớ ngơ nhớ ngẩn lời hát của tí anh ngày xưa. Buồn lắm, nghe đứt ruột lắm. Càng nhớ, anh càng thương ông. Câu được dài ba con cá rô, anh bắt cái ơ lên kho quẹt, tỉ mẩn, lọc cái phần thịt thì dành cho tía, phần xương sẩu thì phần mình. Những trưa nắng tốt, tranh thủ giờ cơm trưa, anh xin phép chạy về, dắt tí anh ra ngoài hè tắm rửa, kỳ cọ. Những tối mà trời mưa, anh lúp xúp cầm cái nón mê đi đón ông già, đi cạnh, che đầu cho ba, nghiêm trang như đang chở che cho sinh linh nào đó, nhỏ bé lắm, yếu ớt lắm. Nhưng mà ông già đâu có yếu, ông xách gậy, rượt đánh anh hoài đó chứ. Tía đầu bạc, rượt cái thằng con đầu xanh, chạy cà tưng, đuổi nhau lòng vòng quanh mấy cây me già ở ngoài mé lộ. Đám trẻ xúm lại, vỗ tay như là đang coi hát bội á. Hỏi anh Hết, sao không chịu chạy nhanh để bị dính đòn? Anh bảo, chạy thì được, nhưng mà chạy càng nhanh thì tía anh càng mệt, chịu có mấy roi nhẹ hiều, nhầm nhỏ gì. Ai nghe nói vậy cũng thương. Đúng là tên sao thì người vậy, chịu thương chịu khó hết mình, hiếu thảo hết mình. Chỉ có cái tật mê cờ, mê cũng hết mình. Người ta nhắc hoài cái chuyện hễ anh mà cắm cái đầu vô bàn cờ thì rồi thôi rồi, quên cả đói, quên cả ướt, súng nổ cái đùng á cũng coi như không nghe thấy, như là đã thoát tục rồi, bình an, xa rời mọi điên đảo. Thấy con bồ mình đang thương dắt tay chồng tương lai đi sắm sửa đồ cưới, mà cứ lo mang xe chiếu tướng, thì đúng là không còn hỉ nộ ái ố gì nữa rồi. Cũng có nhiều người thích đánh cờ, nhưng mà say đến mức coi con cờ như con người thì không ai làm được. Ai đời đi chốt qua sông mà anh khóc, nước mắt chảy ròng. Chị Hảo nhớ bữa đó hình như đám gã chị Hoài.
Người ta nói chị Hoài đi lấy chồng cũng tại anh hết mê cờ. Họ thương nhau từ lúc hai người mới có 22, 24 tuổi. Khi thời đó, tuổi đó, người ta thương không có nhìn gia cảnh hay là địa vị. Tuổi đó người ta yêu không ngại ngần, không e dè, rào cản. Họ để lòng tự nhiên như dòng chảy của sông. Bên nhà chị Hoài biết con gái hay hẹn hò với anh hết ở ngoài cổng đá thì không có thấy vui. Má chị Hoài hỏi sao đâm đầu vô thương chỗ đó. Thế là chị hỏi lại, ủa, vậy chứ anh hết không được chỗ nào hả má? Ừ, tao chê chỗ nào bây giờ? Thằng hết nó được, hiền, giỏi giang, chịu khó, lại hiếu thảo. Nhưng mà nó nghèo quá, thân sơ thất sở, không một cục đất chọi chim. Biết có lo cho bay sung sướng được không? Bay quen được tân tiêu từ nhỏ đến giờ mà. Chị Hoài không cãi ra mặt, nhưng bụng thì nghĩ, còn sức lực, còn đôi tay, thì còn cơ may thay đổi cuộc đời, có gì đâu mà lo. Lúc đó anh hết vẫn chưa mê cờ, nhưng anh biết chơi á là nhờ đi làm bốc vác ở ngoài nhà máy. Mấy ông già chèo đò truyền lại nức tiếng với mấy cái chiêu pháo đầu, bình phong mã, công thủ song toàn. Cho tới lúc má chị Hoài lại nhà, không biết nói gì, nhưng mà có khóc. Những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt già nua của người đàn bà đã từng cho anh bú thép. Thế là sáng hôm sau anh đã thay đổi nhanh như người ta lật một bàn tay. Anh đam mê cờ tướng. Anh hay na cái bộ cờ ra ngồi mấy gốc cây ở bên vệ đường để tìm đối thủ, để ai cũng thấy đúng là thằng hết nó bê tha thiệt rồi. Nó không chịu làm ăn gì mà tối ngày nướng thời gian trên mấy con cờ xanh đỏ. Hồi đó tía rầy anh dữ lắm. Anh thưa, nợ sữa là món nợ lớn nhất đời người. Con đã nợ má em Hoài, tía à. Không biết ông già rồi có hiểu tình cảm của tụi trẻ không? Ông ừ hử vậy, nhưng thấy anh ngồi la cà, đánh cờ ở đâu, giữa đường cũng vậy, là ông vác cái cây đánh ngay ở đó. Vừa đánh, vừa kêu nhịp nhàng, xe nè, chốt, pháo nè, bụp, chiếu hả? Thằng ma cà bông, tao chiếu cho mấy đường. Ông ca cẩm thằng con ông, bây giờ tệ bạc lắm. Chiều hôm qua nó để ông ăn cơm nguội chung với mấy con gián. Ông nói mà giọng ông hơi nghèn nghẹn, dường như trong lòng đau nhói lắm. Nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ ông mới đánh nó đây, đánh để giúp nó trả ơn đời. Tối về, ông bắt nó nằm cho ông xoa dầu, hỏi bày đặt yêu đương chi mà khổ vậy con ơi. Xóm này người ta không biết, nên nói mày hết thuốc chữa rồi. Con tao, mà tao không biết cả. Chị Hoài cũng can ngăn, thuyết phục mãi, tốn không biết bao nhiêu là nước mắt. Cuối cùng thì chị
cũng đành phải bỏ đi lấy chồng. Cái hôm đám, anh hết còn tỉnh mơ, ngồi ở ngoài bờ, dưới cái gốc còng, hào hứng bày cờ ra chơi với mấy đứa nhỏ. Đám bạn gái ai cũng xì xầm, chắc thằng hết hổng thương thiệt con hoài, cho nên mới dửng dưng vậy. Chị Hoài nghe mặt khóc không thôi, bảo với chị Hảo có cái tiếng bạc tình anh cũng gánh cho em rồi. Tranh thủ cái lúc mà chưa làm lễ, chị Hoài rủ chị Hảo mang cả cái áo sống chạy ra, nhìn anh như nhìn lần chót, như lấy chồng là chết vậy. Anh hết dứt khoát, không chịu ngước lên. Thôi, không nắm níu gì được nữa rồi. Nghe người ta kiếm cô dâu, hai chị quay vào. Đi một đoạn, nghe đám con nít trổ lên. Anh hết sao mà khóc dữ vậy? Đâu có. Có mà, nước mắt anh rớt lên con tướng này nè. Đó, nó ướt nhẹp thấy chưa? Hết cười lớn, nói lớn. Ừ, tại tao thương con chốt, qua sông là không mong trở về nữa. Chị Hoài vừa đi vừa khóc. Lời của anh hết làm chị Hảo thương điếng ở trong lòng. Con người này nghĩa biết trọng mà tình cũng thâm. Anh hết lại sống như những ngày trước kia lầm lũi, đi đào thuê, giác mướn, kiếm tiền nuôi tía. Đôi ba hôm đi làm về, đã thấy trên cái bếp còn ấm tro một nồi cơm nấu sẵn, với một mẻ cá kho khô. Có bữa mẻ kho thì đổi lại là nồi canh rau đắng. Rồi anh hết gặp chị Hoài đi chợ về. Thấy bóng anh từ đằng xa, chị lấy nón che một bên má bầm tím. Anh hết chạy theo, giằng lấy nón mà xót xa. Nè, nói tôi nghe coi, sao nông nổi vậy? Hả? Chị Hoài nói tại chị té đập mặt vô cạnh cửa. Nhưng anh hết không có tin. Hoài ơi, em hạnh phúc thì tôi mừng, chứ mà em cứ như vậy hoài, chắc tôi bỏ xứ đó. Chị Hoài khóc. Người ta chứ đâu phải con cờ mà hễ qua sông là đứt lìa phần đời trước. Rồi chị Hoài cũng tập thương chồng, thương không giấu giếm, ào ào như người ta bán thuốc sơn đông. Chị đã thôi không đứng tần ngần chỗ nhà của chú hết mỗi khi đi chợ về nữa. Chị Hoài nói với bạn, bữa nay đi chợ mua mấy khúc vải về may đồ cho anh Thứ. Anh nói mặc đồ chợ cũng được, mà tôi đâu có chịu. Người vợ biết cái đường kim mũi chỉ, lúc nào cũng làm ấm lòng ông chồng, phải hôn nè. Giữa đường nói chuyện chồng con, mà giọng chị Hoài lanh lảnh, chừng như nhắn với hết. Thôi, đừng đi đâu hết, tôi quên anh rồi. Quên thiệt, quên luôn. Bây giờ tôi thương chồng tôi lắm đây, cho bỏ cái tội mê cờ, nghiêng. Nhưng từ ngày mà chị Hoài lấy chồng, anh hết đã không đụng tay vào quân cờ nào nữa. Anh hay ngồi nhìn bàn cờ, mặt buồn rười rượi. Mấy đứa nhỏ không biết, cứ rủ hoài.
thì chơi. Anh biểu tụi nó bày cờ ra, rồi tự đi quân. Anh không nhìn, chổng mông do gạo. Một đứa nói vô pháo đầu nghiêng. Anh kêu Mã Tấn. Tấn chỗ nào? Thì Tấn giữ con chốt, đang bị con pháo rình đó. Biết rồi còn hỏi. Từ nhỏ kêu đây là cái kiểu hiệp sĩ mù nghe gió kiếm, đánh cờ mà làm công chuyện không có ngưng tay, nói khơi khơi cũng thắng, hay thiệt á. Lụi hội rồi bốn mùa gió bớt về, kể từ mùa gió chi hoài lấy chồng. Ba anh hết thường chống đũa trên mâm cơm, rồi than là ăn hổng có vô. Anh hỏi ông thèm gì, ông bảo chắc tao gần chết rồi, tao thèm một thằng cháu nội. Hết lượng sượng mãi rồi mới cười. Trời, tía thèm gì mà ngặt vậy, giờ con biết kiếm đâu ra cho tía đây? Tí anh hết biểu lại đằng quán con Hảo lỡ thời mà kiếm. Mày giả đò hoài, con nhỏ thương mày, cả cái xóm này ai cũng biết, chỉ có mày là không. Anh hết cãi, làm gì có tí. Ông già đứng dậy, vậy thì phải thử. Nói rồi dung gậy đánh. Như mấy lần trước, anh hết lại chạy lừng khừng ra sân. Rượt chán, ông già dứ dứ cây gậy vô mặt anh, rồi tủm tỉm cười quay đi. Ông già còn kịp thấy chị Hảo chạy lại, dẹt cái đám con nít ra, đưa cho anh chai dầu nhị thiên đường. Miệng thì suýt xoa hỏi anh đau chỗ nào, giọng như người thân thiết ở trong nhà. Làm gì mà để tí giận dữ vậy, lén chơi cờ phải không? Anh hết không trả lời, cầm chai dầu còn ướt mồ hôi tay của chị. Đây đã là chai thứ 9 chị cho anh. Rồi anh khẽ bảo Hảo, tôi cảm ơn. Anh ngần ngừ sau chữ tôi hơi lâu, làm chị Hảo chờ muốn nín thở. Ơn nghĩa gì một chai dầu gió, nó chỉ làm anh hết đau ở ngoài da thịt, mà trong lòng á thì còn mãi chi vậy hết ơi. Đâu có biết, chỉ tại chưa có quên được, anh chưa dám nhìn thẳng vô mắt Hoài để mà cười, chưa dám nựng nịu con của Hoài mỗi khi chị bồng nó đi tiêm ngừa, chưa có thanh thản để chào nhau như một người bạn gặp một người bạn. Hảo có hiểu cho tôi không? Có, tôi hiểu chứ. Cho nên tôi vẫn chờ đây nè. Thế là thêm một mùa gió bớt nữa, chị Hảo vẫn chưa lấy chồng. Ai lại cũng hỏi, ủa, chị chờ ai vậy cơ? Chị bảo chờ người ta sức dầu nhị thiên đường của chị mà hết đau, chờ người ta đánh cờ mà trong tâm diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, chờ người ta thôi buồn khi đưa chốt qua sông. Nhưng mà chờ tới chừng nào lận thì ai đâu mà biết. Mùa này gió bất hiu hiu lại về. IQ Radio
Trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.